Bà số sẽ đây bọn bọn ở nhé. Chắc ngày nay dương mà chụp là cụ tiền đấy, chúng mình đang mê đi đi tập pram cơ nhé. Đi làm pi akisini. Hai ngày muốn video ngày muốn dương bàn sáng xa rồi hai pi chụp lại lệnh mới đi làm pi charan akisini mẹ nhé. Bà. Chắc ngày nay dương cho đo chụp lại lệnh pi nhé. Cứ dương vậy làm pi từ đâu nơi charan akisini. Bà chắc là không biết đi cô đang đang thay ta charan akisini vì mình từ đâu pi nào từ nào nhé bạn. Chương mê điên ní nơi tùm bò tì mở rối mùi gần á, bạn. Pì, tự đáo nê chả rõ nà kì xin ní. Táo tự đáo nê chả rõ nà kì xin ní, miên lạc nà đùi mở đạch. Chô bình nít mơ rụp. Kì miên thamo pơl mối, nè chân thamo pơl ní miên côl pì gần á. Cư côl bạch miên bốc. Ní, côl bạch miên bốc. Hay nâng côl bạch miên đỏ. Hay nâng miên nằm pú. Đại chỉ kinh tự tuổi nè bà kia cho áp sai dùm lòng bì thamo pơl tàm pùl nè bà bì côl vị trí miền côl đỏ tàm pùl hai kia cho áp sai dùm lòng bì côl bầu tàm pùl tiết còn sự kết khinh thái âm pùl plư mày nè bà chứng tàm pùl plư đại sai ấy. Và đồng phụ lưu này đã xa vì mình trở lên trong cạnh vỉa mẹ nế. Và chứng trở lên trong cạnh vì bộ phụ bà kì xin này cứ thông bộ lưng thuê ôm phụ. Thuê ôm phụ bỏ dưỡng phụ nế. Và phụ bạp này. Chứng vì phụ lưu này đã xa ấy. Đã xa mình trở lên trong cạnh ôm phụ này. Chứng kì xua tha tờ. Tức đau này trở lên kì xin này nâng. Vì phát tì bì nà tờ nế. Tờ vì phát tì bì bầu tờ đó. Rư co bì đọ tờ bầu nế. Và chúng nó phê đại côn sinh kết rụp này chỉ mùi lục cú côn đang thà tao tự đào kỳ sinh ý vì miến tự đào bì nà từ này tỏ lấy dương sinh kết mùi lục cú chung mùi lục cú tỏ tiền bà côn khơi sinh nhà prôn bò lương như thế vì phát tì bì nà tới côn mơ mới bà côn khơi thà vì phát tì bì cô đó từ cô bầu mày nế bì cô lạ vị trí miến từ cô bếch vị trí miến bà chúng ta cả platin này chia platin là bao từ đầu này trở lại là kỳ sinh lý được co dạng đồng đạch ta còn cơ thể cho là nè này cứ chia cả bầm platin từ đầu này trở lại là kỳ sinh lý đại đề tỷ bà con xa là bao sợi mới bà chậm lại nó cứ ni mình men chỉ từ đầu này trở lại là kỳ sinh lý tỷ nè ví cứ chia bầm platin này lệch nên electron từ vấn đề nè bà vía chia bom plasti nên electron chứng electron vía plasti pi cô đó từ cô bầu nè rồi pi cô lại vị trí miền từ cô vị trí miền để chọn cả đồng pool thế nhé chắc từ đây khi sinh đi chẳng mạch mình tới chẳng bà nè con khen sinh nhà pruin bỏ hỏi mình thế chứng từ đây khi sinh đi cứ vía bằng tra pi bom plasti nên electron chứng minh này tha tự đào này trở lại khi sinh lý cứ việc plasti pi cô bốc từ cô đỏ vinh nhé minh này tha pi cô vị trí miến từ cô lại vinh vị trí miến vinh nhé bản chứng sinh nhà pruny ấy cứ chia tự đào này trở lại khi sinh lý chứng việc plasti pi cô bốc từ cô đỏ nhé và chứng mình to pi cô bàn khơi nhà vậy đây là cụ bàn bằng hai được không rụp hiểm đi hái cứ cô bàn vô lại mình này tha tự đại kỳ sinh lý pina từ ná hay bom lati này là trăng pina từ ná mày nè và toàn chứng ta bị dạ ca sừng kiện mờ rụng ni lực cụ ai chọn còn chỉ mì riêng bàn thà nè thamo pơ là coi miền cồn pì cứ cồn vật chỉ miến nâng cồn là vật chỉ miền và cứ cồn cồn hai nè bạn chứng nước pel đa siêu khí bật cho ron là kỳ sinh lý nâng plati picol và chìm miến cho lon cắt ống pool ruồi từ col ạ và chìm miến bạn nít cứ chia từ đáy này cho ron là kỳ kỳ sinh lý nhé bà chứng con đang ấy tha từ đáy này cho ron là kỳ sinh lý cứ vi plati picol bốt từ col đỏ rồi có dương hai tha col và chìm miến từ col ạ với à vị trí miền và ri ai electron
plati nó không sai chấm lóng đấy còn mưa tao rụp phía còn đang ấy cứ plati bị nào từ nãy còn và chứng ri ai electron plati nó không sai chấm lóng pi cool với chấm miến từ cool ở sông tốt plati pi cool ở với chấm miến đó từ cool với chấm miến bầu nè và chứng cứ về plati pi electron về plati pi đó từ bầu quỳnh nè về vật chất này kia chấm mồi từ đầu từ đáu dương plati bị bột mà đó ai electron plati bị đỏ tới từ bột nè bà chứng cho cô thằng học nia chọn cha mà ở bàn ba loạt thằng học nia nè thì từ đáu này cho là cái gì cứ việc plati bị bột tới đỏ nè hai bấm plati này electron cứ bị đỏ tới bột bạn chúng nó không biết đến ý miền tập bản địa chúng ở quân tràn đấy, xem lại cả tu sĩ này bị đổ mình đi.